Cô làm nốt cái này đi, rồi mới được về. Chủ tịch, em tăng ca cả tuần nay rồi, bây giờ mà ngồi viết báo cáo nữa, chắc là phải đến nửa đêm em mới được về nhà mất. Tôi mặc kệ, tất cả tại cô mà. Nếu như cô không muốn tăng ca ấy, thì đừng có đi trễ nữa. Mà cô cũng buồn cười rồi đấy, ngày nào cô cũng đi trễ được là sao? Xin lỗi chủ tịch, tại nhà em có việc bận nên... Thế ngày nào cô cũng có việc bận à? Thôi thôi thôi, không nói nhiều nữa, cô đi ra ngoài đi. Trong kia có chuyện gì à? Cái anh này làm tôi giật hết cả mình. Này, cô ta làm sao đấy? Này, chủ tịch lạ lắm, sao cứ bắt cô ta làm thêm nhở? Rõ ràng là kiếm cớ, hay là chủ tịch thích cô ta rồi? Cô mới vớ vẩn đấy, cô ta là thư ký mới của chủ tịch, chủ tịch bắt làm tăng ca thì có làm sao đâu. Không phải, anh không hiểu đâu, chủ tịch cố tình giữ cô ta ở lại đấy, chứ cái việc còn con đấy thì có là gì. Cũng đúng. Hay là chủ tịch có đại hận gì với cô ta nhỉ? Cô ta mới vào làm không bao lâu mà. Thôi được rồi, chuyện này cứ để đấy, tôi điều tra cho. Cũng được đấy. Thôi, đi làm việc đi. Cô Huyền, cô làm lại giúp tôi bản báo cáo này đi. Cái gì cô? Sai dữ liệu á? Dữ liệu này là cô đưa cho tôi mà. Cô viết sai thì tự đi mà viết lại đi chứ. Sao lại bảo tôi? Bản báo cáo này là do chủ tịch đưa xuống. Cô chịu khó giúp tôi nhé, tôi còn bận rất nhiều việc. Không được, cô bận thì tôi cũng bận. Chút nữa tôi phải đi gặp khách hàng rồi. Mà cô đừng tưởng mình là thư ký thì cô có thể sai ai cũng được nhá. Tôi không chấp nhận đâu. Thật tình tôi cũng không muốn cô... Cô Huyền nói đúng đấy, cô tự viết lại đi. Chủ tịch, ai bảo cô không nhìn rõ? Người ta đưa cái gì cô nhắm mắt nhắm mũi làm à? Cô làm như vậy có ngày hại cả công ty đấy. Cô đúng là... Chủ tịch, dữ liệu là do anh đưa xuống, chẳng lẽ tôi lại phải kiểm tra lại sao? Anh nói chuyện vô lý thế ạ. Thế tóm lại là cô có làm hay không? Cô không làm thì nghỉ việc đi. Nhìn cái gì? Lo mà làm việc đi. Dạ vâng ạ. Này, chủ tịch đúng là khắt khe với cô ta thật đấy. Coi cô ta không khác gì ô xin. Anh cũng thấy như thế thật à? Này, hôm trước tôi còn thấy nhá, chủ tịch bắt cô ta đi mua hoa quả. Đấy, công việc của phòng kế toán làm không xong cũng bắt cô ta làm. Đi trễ thì bắt tăng ca. Nhiều hôm á, còn bắt về tận nhà của chủ tịch để cho thú cưng ăn đấy. Ôi dồi ôi. Mà không biết cô ta có đắc tội gì với chủ tịch nhỉ? Mà như thế thì lại càng hay, cho cô ta đỡ phải lên mặt. Thôi, làm việc đi, không để bị chủ tịch soi đấy. Cô An, cô đang giấu gì sau lưng đấy? Dạ, không có gì ạ. Cô An, tôi bảo này, đã là đồng nghiệp với nhau thì làm ngồi chung một chiếc thuyền, có gì khó nói, cô cứ tâm sự với tôi đi. Dạ, không có gì thật mà. Chủ tịch xưa nay khó tính, nhưng không đến mức làm khó nhân viên như vậy đâu. Có gì khó nói, cô cứ nói, tôi chỉ cách cho. Có thật là anh giúp tôi không? Tất nhiên rồi, vậy nên cô có gì khó nói, cứ tâm sự với tôi đi. Nhưng mà... Cô không tin tôi à? Không phải, nhưng... Tin thì nói hết đi, tôi giúp cho. Chuyện là thế này. Ôi, chết tôi rồi à. Ôi, gãy chân tôi rồi. Anh ơi, anh có làm sao không? Sao chẳng gì nữa.
mê chân mày thế này. Đàn tiền cho tao đi. Làm được rồi. Anh đâu ở đâu? Tôi đưa anh đi viện. Đi. Tôi viện cái gì mà viện? Tiền nó không có rồi. Đã nghèo rồi còn xui nữa. Anh ơi. Tiền nào không thành vấn đề. Tôi sẽ trả viện phí cho anh. Đi, đi lên. Đi. Cái này thì tôi mất rồi. Ai làm được rồi? Mình gặp anh ta ở đâu rồi? Cứu rồi rồi. Đúng rồi. À, chính cậu ở trên con đường này. Cậu đã ăn vạ rất nhiều người rồi. Hôm nay tôi bắt được cậu rồi nhá. Đi về công an với tôi. Anh làm gì? Tôi cho cậu lên báo, chắc nhất luôn. Đi lên công an. Anh không thấy cái tên đâu, anh chỉ giết người. Có chuyện gì đấy? Cô giúp tôi. Anh ta tông cái chân tôi là bắt tôi lên công an đây này. Này, cậu còn già mồm à? Hôm nay tôi tha cho cậu đâu. Quên giết người. Này, cô thấy chết mà không cứu à? Sao cô ăn lỏng thế? Đi đi đi. Bỏ ra. Cái anh này, anh đâm phải người ta mà lại còn hành xử như thế à? Cô thì biết cái gì chứ? Hôm nay tôi đưa cậu ta lên công an. Này, bỏ anh ta ra. Gì đấy? Cậu ta là người xấu, đang định ám phạt tôi đấy. Này, tôi không ngờ nhá, anh ăn mặc bánh bao như thế mà lại còn ăn quỳt à? Cô giữ anh ta lại, tôi tìm người đến giúp. Lại, đứng lại. Anh cởi lại đây, anh cởi lại cho tí. Trời ơi, cô bị nhốc thật hay là cô bị thần kinh đấy? Làm gì có người bị thương nào mà chạy nhanh như thế à? Chúng một đột điên mà. Thôi chết, thế là tôi bị lừa à? Cô vừa làm sổng mất một tên tội phạm rồi đấy. Không có cô thì tôi đã bắt được hắn ta rồi. Thật quá đáng. Tôi xin lỗi anh nhá. Bây giờ xin lỗi tôi thì có ích gì chứ? Lần sau tốt nhất ý, đừng để tôi gặp lại cô nữa. Cô tránh ra. Ôi, đèn đuổi. Mình đúng là ngốc thật mà. Anh là chủ tịch công ty FVM sao? Sao à? Ngạc nhiên lắm à? Đúng là luật nhân quả không chừa một ai mà. Dạ, chủ tịch, cho tôi xin lỗi chuyện lần trước được không ạ? Đối với tôi, có lỗi thì phải chịu phạt, không cần phải xin lỗi. Ý anh là... Tôi sẽ chấp nhận cho cô làm việc ở đây, nhưng với một điều kiện. Cô phải vừa làm thư ký, vừa làm ô xin cho tôi trong vòng một tháng. Làm ô xin ý ạ? Tức là phải về nhà sếp làm việc nhà ạ? Không hẳn là như thế, mà cô sẽ làm tất cả những việc mà tôi sẽ giao cho cô. Từ việc gia đình, công ty, cá nhân, cô hiểu chứ? Ừ, dạ, vâng ạ. Sao? Cô đồng ý không? Dạ, em... Nếu như cô không đồng ý, thì có thể ra về. Xin mời. Dạ, tôi đồng ý ạ. Rất tốt. Thế cô ra ngoài đi. Lát nữa tôi giao việc cho cô. Dạ vâng. Thì ra là như thế à? Đấy, chuyện là như thế đấy. Anh thấy tôi có xui không chứ? Thôi, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ là cô cứ cố cho qua một tháng đi. Chủ tịch nguôi giận ý, thì sẽ không sao nữa đâu. Tôi không biết là tôi có trụ nổi một tháng không nữa. Chủ tịch cứ cho tôi ăn hành thế này thì... Cô cứ tin tôi đi. Đợi chủ tịch nguôi giận ý, thì sẽ không sao nữa đâu. Có thật không? Thật chứ. Cứ tin tôi nhé. Cảm ơn anh đã an ủi tôi nhá. Không có gì, đồng nghiệp với nhau cả mà. Thôi, tôi đi làm đây. Chào anh. Chào cô. Anh nói cái gì cơ? Chuyện như vậy thật á? Ừ, chính miệng cô ta kể với tôi như thế mà. Thảo nào, chủ tịch lại ghét cô ta đến vậy. Nhưng mà tại sao chủ tịch không đuổi cô ta đi nhỉ? Cứ giữ cô ta lại làm gì không biết.
chẳng biết cái gì cả. Đuổi về thì còn gì là vui nữa. Phải giữ lại để phải hành hạ cô ta chứ. Nhưng mà kể ra cô ta cũng ngốc thật. Cứ nghe lời chủ tịch giám giáp rồi bị anh ta hành cho lên bờ xuống ruộng như thế đấy. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ chủ tịch có tình ý với cô ta cơ. Hộp này mới biết. Được, tôi sẽ giúp chủ tịch chút giận mới được. Cô định làm gì? Chẳng làm gì cả, đùa cho vui thôi. Cô Huyền, laptop của tôi bị hỏng rồi. Cô cho tôi mượn máy tính để đánh lại bản hợp đồng một chút nhé. Tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ mượn 15 phút thôi. Xong rồi tôi sẽ trả lại cho cô. Máy tính của tôi đang rảnh. Nhưng mà tôi không thích cho cô mượn đấy. Thì làm sao nào? Cả cái công ty này mà cô không mượn được máy tính của ai à? Sao mà vô dụng thế? Cô... Thôi được, tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Này, người ta làm thư ký, cô cũng làm thư ký, sao mà cô hèn thế? Chẳng phải là cô dưới một người mà trên cả vạn người ấy sao? Cô đừng có mà quá đáng. Sao? Tôi thấy ngứa mắt thì tôi nói thế thôi. Chỉ có cái loại người không có năng lực thì mới bị chủ tịch xem thường như vậy thôi. Cô đừng có mà quá đáng. Ô, thế cô không thấy điều đấy à? Này, đừng có mang cái chức danh thư ký ra để mà lên mặt với tôi nhá. Cô đừng có mà giao ai. Ngồi đúng vị trí của mình đi. Coi chừng cố quá lại thành quá cố đấy. Cô, từ nãy đến giờ cô nói chỉ để dìm tôi xuống. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô có nói gì thì chức vụ của tôi cũng hơn cô. Cô đừng có mà quá đáng, nếu không tôi sẽ báo cáo cho chủ tịch đấy. Ôi dồi ôi, nghe sợ quá nhở. Cô có giỏi thì cô đi báo cáo đi. Để tôi xem chủ tịch tin cô hay là tin tôi. Cô quá phách lối rồi. Người không ngồi đúng vị trí là cô đấy. Tôi sẽ đưa cô về đúng vị trí của mình. Các cô nghĩ mình là ai thế? Dạ, chủ tịch ạ. Chủ tịch, cô ấy... Đây là công ty, chứ không phải là nơi để các cô đấu võ mồm với nhau. Công việc thì bê chứ, mà các cô đứng đây cãi nhau à? Chủ tịch, tôi xin lỗi. Nhất là cô đấy, tôi chưa bao giờ vừa mắt cô cả. Cô là thư ký, thì phải làm gương cho mọi người chứ. Họ đi làm việc đi, ngày hôm nay cô phải tăng ca, 8 giờ mới được về. Chủ tịch... Không nói nhiều nữa, đi đi. Còn cả cô nữa, mau làm việc đi. Dạ vâng ạ. Sao bây giờ cô ta vẫn chưa đi làm nào? Gọi điện thì không nhấc máy. Hay là cô ta định thi xem ai lì hơn ai? Dạ, thưa chủ tịch, anh cứu giúp em bản hợp đồng này với ạ. Con để nó đi, bắt tôi ký. Anh ơi, anh có thể ký ngay giúp em được không ạ? Tại vì em đang gần gấp ạ. Được rồi, đưa đây. Xong rồi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em xin phép ạ. À, qua đã. Này, cậu có liên lạc được với cô An không? Cô An ấy ạ? Dạ không ạ. Hai ngày hôm nay cô ấy không đi làm rồi. Thôi được rồi, cô đi làm việc đi. Gọi giúp tôi nhân viên phòng nhân sự đến đây nhé. Dạ vâng, em xin phép ạ. Địa chỉ nhà thì đúng rồi, nhưng sao không ai ở nhà nhỉ?
Quan ơi. Này, anh làm gì ở đây thế? À, chào anh, tôi định tìm cô gái ở trong nhà này. Quan đấy ạ. À, thì ra là tìm An. Mà tìm con bé có chuyện gì thế? Chẳng giấu gì anh, tôi là sếp của cô ấy. Mấy ngày hôm nay tôi không thấy cô ấy đi làm nên đến hỏi thăm thôi ạ. À, thì ra là vậy. Con bé nó vào viện rồi. An bị ốm à? À không, con bé nó vào viện để chăm mẹ nó ốm. Mà cũng không xin phép công ty là nghỉ à? Lạ nhỉ. Dạ, cô ấy không nói gì à? Thú thật với cậu là con bé An nó mồ côi bố từ nhỏ. Mẹ nó thì bây giờ bị liệt, bây giờ bà ấy ốm nữa, phải vào viện chăm nom. Tội con bé, số cũng vất vả. Mẹ An bị liệt sao ạ? Đúng vậy, con bé nhìn thế mà rõ thương. Ngày nào cũng phải dậy sớm để tắm rửa, cơm nước cho bà ấy. Buổi trưa thì tranh thủ về cho bà ấy ăn cơm nữa. Thôi mặc kệ, tất cả tại cô mà. Nếu như cô không muốn tăng ca ấy, thì đừng có đi trễ nữa. Mà cô cũng buồn cười rồi đấy, ngày nào cô cũng đi trễ được là sao? Xin lỗi chủ tịch, tại nhà em có việc bận nên... Thế ngày nào cô cũng có việc bận à? Thôi thôi thôi, không nói nhiều nữa, cô đi ra ngoài đi. Này, cậu ơi. À, dạ em đây ạ. Cậu làm sao thế? À, dạ không có gì đâu anh ạ, chỉ là em hơi bất ngờ về hoàn cảnh của An thôi. Còn bé nó rõ tốt tính, thấy trẻ em cơ nhỡ là bế về nuôi ngay. Mà được cái bọn trẻ không chịu khó, chăm ngoan học giỏi. Chắc giờ này bọn nó đi học hết rồi, không có ai ở nhà cả. Là còn như thế nữa à? Anh ơi, anh có thể cho em xin địa chỉ bệnh viện mẹ An đang nằm được không ạ? Thôi, không cần phải xin đâu, chiều nay là bác ấy ra viện rồi, cậu cứ đến mà tìm. À, dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. À, thế em về trước nhá, chị em quay lại ạ. Cậu về đi. Chào anh. Chào cậu. Mình đã mang một cô gái đáng thương ra để đùa giỡn. Tại sao mình lại làm như vậy chứ? Rõ ràng mình thích cô ấy cơ mà. Tần ơi là Tần, mày bị điên mất rồi. Chắc là cô ấy giận mình lắm. Không được rồi, mình phải tìm cách để dỗ cô ấy thôi. Anh xin lỗi em, An à. An. Chủ tịch, anh tìm tôi à? Phải, anh tìm em. Tôi xin lỗi, tôi không thể tiếp tục làm việc được nữa. Anh tìm thư ký mới đi. Nhưng mà em chưa bàn giao công việc cho anh, mà đã tự nghỉ như thế rồi, xem vô trách nhiệm thế. Tất cả công việc anh giao tôi đã đều hoàn thành rồi, như thế có thể nói là hết trách nhiệm. Anh có thể tìm một thư ký mới, giao nhiệm vụ mới cho họ, như việc anh đã từng giao cho tôi mà. Không, tôi không muốn tuyển người mới, tôi chỉ thích em làm thôi. Anh không còn là chủ tịch của tôi nữa, nên cất cái uy đấy vào đi. Chào anh. An, anh không xấu xa như em tưởng đâu. Anh xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương. Em quay về làm việc cho anh nhé. Công việc đấy tôi hết hứng thú rồi, anh đi về đi. Nhưng mà em cần tiền để lo cho các em của em mà, phải không? Em định không đi làm à? Anh... An à, chuyện của em anh biết tất cả rồi. Đúng là ngay từ ban đầu anh có giận em thật, nhưng mà sau khi làm việc chung với em, anh cảm thấy em là một người rất tốt và rất quan tâm đến người khác. Anh có đồ hơi quá, anh xin lỗi. Nhưng mà do anh thích em nên anh mới làm như vậy. Anh nói cái gì thế? Có thể em không tin, nhưng mà những gì anh nói đều là sự thật cả. An, quay về làm với anh nhé, để anh có cơ hội được chứng minh những lời anh nói là sự thật. Cái gì đấy? Tôi lại cứ tưởng cô nghỉ việc luôn rồi chứ. Cô thư ký bất lực. Tôi nói có gì sai à?
Anh sợ cái gì chứ? Cô Huyền, tôi yêu cầu cô nói chuyện cho đàng hoàng. Nếu không... Nếu không thì sao? Mày làm gì được tao? Nếu không tôi sẽ đuổi việc cô đấy. Đuổi việc á? Mày lấy quyền gì mà đòi đuổi việc tao? Quyền thư ký và là bạn gái của chủ tịch. Chủ tịch? Anh nói cái gì cơ ạ? À, bây giờ là bạn gái của tôi. Tôi cấm cô không được vượt quyền cô ấy và không được hôn láo với cô ấy nữa. Nghe chưa? Cô ấy là bạn gái của anh ấy hả? Sao có thể nhanh thế được ạ? Sao ạ? Việc phục tùng an khó khăn đến như vậy à? Thế thì thôi, tôi cho cô nghỉ kìa, cho đỡ mệt mỏi nhá. Dạ không. Chủ tịch, em không phải như vậy đâu ạ. Không phải như vậy thì mau đi ra ngoài mua cho anh cốc nước mát vào đây đi. Tôi sẽ bảo an tha thứ cho cô. Mua nước mát đi ạ? Đúng vậy. Mau đi đi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa chủ tịch, em cũng xin phép ra ngoài mua nước ạ. Cô Hiền, đợi tôi với. Cô Hiền, cô biết chỗ mua nước mát đâu không? Tôi chở cô đi. Này, tôi bị như vậy anh thích lắm à? Anh hả hê lắm phải không? Đợi tôi với.